Xin chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Việt Auto 88 Phạm Hùng để cùng mọi người khám phá chiêm ngưỡng M4 F150 bản Limited rất đẹp, rất khủng long. Ngay bây giờ thì các bạn có thể thấy ngay là tôi đang đứng vào cái phần nắp thùng của cái mẫu xe này là đang tới ngang cổ tôi đấy ạ. Nếu mà để chúng ta trèo lên một mẫu xe này như bình thường những mẫu xe bán tải khác chúng ta nhảy lên thì rất hơi khó. Nên là nhà sản xuất đã cho chúng ta một cái bệ lên xuống. Vâng, đồ của Ford, đồ của Mỹ mà, cái gì cũng sầm sập, nguịch nguịch. Đấy, các bạn thấy không gian rất rộng. Và ở cái phần thùng sau này thì nhà sản xuất còn cho chúng ta 3 vị trí đèn để chiếu khi chúng ta lấy đồ vào buổi tối hay chúng ta đi xuống dưới hầm. Hai đèn ở đây ạ, cạnh đèn phanh và đèn ở hang ngang hai bên này. Đồ rất chắc chắn. Trước tiên thì chúng ta có một cái dòng chữ Limited ở đây. Nhìn thì chúng ta rất giống là cái tiện CNC kim loại nhưng mà không, bằng nhựa thôi, rất chắc chắn. Còn chữ Ford F150, logo của Ford, logo EcoBoost, động cơ 3.5 EcoBoost V6, cụm đèn hậu với cái giải đèn LED phải nói là đẹp. Và ở trên đèn hậu của mẫu Ford F150 Limited này thì có cái công nghệ Blind Spot Radar. Đây là cái hệ thống cảm biến radar để hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta kéo thêm một cái trailer ở phía sau, giúp chúng ta đi di chuyển an toàn hơn. Và đương nhiên rồi, ở phía sau này thì chúng ta cũng sẽ có những cái cổng kết nối nguồn điện giống như là trên cái mẫu Toyota Tundra 1794 Edition. Và chúng ta có 4 cảm biến phía sau, 1, 2, 3 và 4, kèm với cái hệ thống radar này. Yên tâm là to nhưng mà vẫn rất an toàn. Wow. Cái động cơ 3.5 này thì thật sự cái tiếng ống xả nghe nó không được phấn khích như là cái mẫu Toyota Tundra. Với một cái mẫu xe có cái chiều cao là 1m9 và chiều rộng tính cả gương là hơn 2m thì tự nhiên tôi cảm thấy đứng cạnh mình nhỏ bé quá. Và cái phần lưới tản nhiệt là cái phần mà thay đổi khá nhiều ở trên cái mẫu xe này. Lưới tản nhiệt ở thế hệ trước thì là 3 thanh ngang và khá mảnh, nhưng ở trên thế hệ này thì cái lưới tản nhiệt đã được thành 3 khối rất là to. Và cái ở phần giữa thì kéo dài sang hai bên, nối liền cái cụm đèn pha với nhau. Và cái cụm đèn pha cũng đã được thiết kế lại một chút, được kéo dài sát về lưới tản nhiệt hơn. Và cái cấu tạo ở bên trong cũng đẹp hơn các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy ngay cái giải đèn LED định vị ban ngày không ạ? Nhìn quá đẹp và rất sáng nữa các bạn ạ. Lưới tản nhiệt với cái công nghệ được đóng mở để tối ưu hóa hiệu suất cho động cơ. Logo Ford và ở dưới là camera, nằm trong hệ thống camera 360 độ xung quanh xe. Bộ la răng này là bộ la răng 22 inch với cái thông số lốp là 275-45. Tôi thì tôi rất thích cái bộ la răng này. Trông nó có cái gì đó nó sang trọng hơn so với cả cái bộ la răng trước đây. Cảm biến ngang xe, logo F150 Limited, camera dưới gương, cảm biến để mù trên gương, gương sấy tự động, chống chói tự động, đèn LED xi nhan báo rẽ ở trên gương và bật lên xuống, đóng mở điện. Ở trên cánh cửa có khóa mã số, nhìn thấy thôi là yêu ngay rồi. Với chiếc xe này thì cái chiều dài là 5867, còn mẫu Toyota Tundra là 5814. Nhìn vào hai cái số liệu đấy các bạn có thể thấy ngay là cái chiều dài của chiếc xe này dài hơn mẫu Toyota Tundra 53mm. Mặc dù cánh cửa rất dày nhưng mà lại rất là nhẹ nhàng các bạn ạ. Rất là nhẹ nhàng. Và ở hàng ghế thứ hai chúng ta có những cái điểm gì? Trước tiên là chúng ta có thể gập đóng mở cái phần ghế ở đây để chúng ta tạo cái không gian để đồ rộng ở phía sau, ngoài cái thùng rất rộng ở phía sau rồi. Dây đai an toàn, dây đai an toàn cả 3 vị trí thì chỉ có 2 vị trí hai bên được trang bị túi khí thôi. Ở giữa chúng ta không có ạ. Và khi chúng ta leo lên, ngồi, sờ và chạm, chất liệu da rất sướng và da được làm màu xanh khá đặc biệt. Ở trên lưng ghế thì còn được có cái dòng chữ Limited, cái logo Limited ở đây rất đẹp.
Và có lẽ là tôi sẽ gập cái hàng ghế này lên để ngồi xuống đây cho rộng rãi phải không ạ? Với tôi một người cao to như này thì nằm ra đây cũng rất thoải mái. Đã, mời anh quay phim tiến sát vào đây hơn ạ. Chúng ta sẽ đi đến cái cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Đấy, các bạn thấy không? Cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai ấy cũng được làm khá to và đẹp. Ở bên ngoài thì được ốp một cái nhựa có cái xước xước giả cái kim loại phay xước rất đẹp. Cổng sạc điện thì miên man luôn ạ. Hai cổng sạc USB, cổng sạc điện 12V ạ và cổng sạc điện 110V 400W. Sưởi ghế rất tiếc là không có làm mát ghế. Ở thị trường Việt Nam mình mà có cái chế độ làm mát ghế thì thật là tuyệt vời, rất phù hợp với thị trường Việt Nam. Không hiểu sao nhưng mà khi tôi mở cái cánh cửa của cái mẫu xe này ra, kho nội thất ấy, thì tôi chưa ngửi thấy cái mùi thơm nó xộc vào mũi ngay khi như tôi mở cái mẫu Toyota Tundra. Và có lẽ tôi sẽ thử xem mà. Mùi da thì không quá thơm nhưng mà khi chúng ta ngửi sát chúng ta vẫn thấy một cái mùi thơm thoang thoảng. Và đặc biệt là cái chất liệu da như tôi vừa nói hàng ghế thứ hai ấy, chúng ta sờ rất thích tay. Và tất cả những cái đường chỉ may và những cái thiết kế của cái bề mặt chất liệu da này đều cho tôi cái cảm giác nó khá là sang trọng và có cái gì đó nó hơi cá tính một chút. Và đương nhiên ở trên ghế thì cũng có cái logo Limited, ghế chỉnh điện. Bậu cửa cũng có dòng chữ Limited với đèn sáng. Và chúng ta quan sát ở bên cánh cửa này một chút. Phần cánh cửa này thì chúng ta có một cái phần ốp gỗ ở đây. Ốp gỗ không được phủ bóng với cái mặt gỗ sần và những cái vân gỗ. Chúng ta sờ chúng ta thấy ngay được. Đó. Và cái cánh cửa này thì nếu các bạn nhìn thấy, các bạn có thể thấy ngay là với cái cánh cửa này khá là dày, cỡ khoảng một gang tay của tôi đây. Thì tưởng chừng như rất nặng đúng không ạ? Nhưng mà cái cơ cấu đóng mở thì khá là dễ dàng. Và ngay khi chúng ta quan sát thì chúng ta thấy ngay cái phần lẫy để mở cửa khi chúng ta ngồi ở bên trong. Rất hay. Thường thì những cái mẫu xe hay có những cái tay cửa bên trong để chúng ta mở, chúng ta gạt ra như thế này. Thì chúng ta sẽ phải gạt, sau đó chúng ta đẩy ra nhà thì nó hơi nặng và hơi khó một chút. Nhưng mà với Ford F-150 thì chúng ta nắm vào đây, chúng ta gạt, chúng ta đẩy nhẹ một cái là ra. Cái bệ bước là rất hữu dụng các bạn ạ. Với cái mẫu xe to lớn này mà không có bệ bước như thế này thì quả thật là lên xuống rất là khó. Và ngay khi tôi chạm vào cái nút khởi động Start Stop Engine thì chiếc ghế lái đã được chuyển về cái vị trí ban đầu mà tôi setup. Và chúng ta có 3 vị trí nhớ ghế. Vô lăng rất to, như vô lăng xe tải ấy, nhưng mà lại được thiết kế rất đẹp với những cái phần ốp phay xước ở đây. Và trên vô lăng thì chúng ta cũng có những cái cụm phím điều khiển điều chỉnh cơ bản như là Set Cruise Control với cái Adaptive Cruise Control rất là nổi tiếng của Ford. Điều chỉnh cái màn hình ở phía giữa, điều khiển hệ thống sinh bar ở bên này, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay. Đây là phanh tay điện tử. Tôi thì tôi không thích cái chế độ phanh tay điện tử mà đặt ở đây lắm bởi nó hơi khuất, chúng ta phải thò tay khá sâu. Đây là cái nút nâng lên và hạ thấp cái chân ga và chân phanh. Vô lăng cũng được điều chỉnh điện qua một cái nút bấm rất dễ dàng. Xe thì ở chính giữa này thì được thiết kế trang bị khá nhiều nút bấm, mà nổi bật nhất là hệ thống điều khiển thông tin giải trí sinh ba, hệ thống gài cầu ở đây. Với cái mẫu xe này thì chúng ta có 4 chế độ 2H, 4A, 4H và 4L. Chế độ kéo trailer ở phía sau, điều hòa hai vùng độc lập. Chúng ta có sưởi ghế và làm mát ghế. Và đương nhiên thì đối với xe Ford thì chúng ta cũng vẫn sẽ có cái hệ thống nút Max AC. Cái chế độ này khi chúng ta ấn là ngay lập tức cái luồng gió điều hòa thổi ra rất mạnh để làm mát cái khoang xe này. Có một số người thì lại không thích cái hệ thống này nhưng mà cá nhân tôi thì tôi lại khá thích. Ở bên đây thì chúng ta có cổng sạc điện 12V và cái cổng sạc 110 tiêu chuẩn của thị trường Mỹ. Wow. Loa là loa B&O với hệ thống 10 loa. Ở đây thì chúng ta có cái nút bấm kích hoạt cái chế độ lùi và điểm đỗ tự động, cảnh báo trịch làn đường. Như các bạn có thể thấy thì đây là cái chìa khóa của mẫu xe này. Chúng ta có đóng mở khóa này, khởi động động cơ từ xa này, rồi là mở cái nắp thùng ở phía sau. Rất nhiều công nghệ để trang bị một chiếc chìa khóa. Ở chính giữa đây thì chúng ta có ngay một cái logo F-150 Limited 2018 với số VIN
Tôi thì tôi đoán là cái số 6281 này là cái số thứ tự của cái mẫu xe này. Xe nào? Đây, chúng ta lại có một cái dương đựng tiền nữa, giống như chiếc Toyota Tundra 1794 Edition. Cái hộp này thì chúng ta hãy nhớ đến cái chiếc Toyota nhé. Tôi có thể đút vừa được. Tôi đùa các bạn vậy thôi. Chứ với cái không gian như thế này thì chúng ta có thể để được khoảng 2 quả dưa hấu cỡ lớn. Và có một cái điểm nữa mà tôi thấy khá hay và khá thích trên cái mẫu xe này, đó chính là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đây là cái chi tiết mà trên cái mẫu bán tải Toyota Tundra 1794 Edition không có các bạn ạ. Và trên đây chúng ta cũng có rất nhiều những cái núm điều khiển đóng mở. Và ở phía sau chúng ta có thể sử dụng một cái nút ở đây để mở cái ô cửa đằng sau của hàng ghế thứ hai. Rất là tiện dụng phải không ạ? Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn thích tôi review, đánh giá những cái mẫu xe khủng long như thế này thì các bạn hãy comment ngay phía dưới clip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.